Đây là cái biểu tượng của thành phố trên khu vực biển này. Nó có hình con cò gắp mấy chú cá. Đó là ông Yến Đình đó. Ông Yến Đình đó. Bằng bột nó làm bằng thạch cao ấy. Không phải thạch cao, cái này như là bằng đất sét thì đúng hơn. Để ngoài nắng đây bị dội nắng giết bị nứt. Chết cò. Mình đó thì có hình hai con kiên công. Làm gì cái mấy cái này là đồ cổ dữ lắm rồi nè. Thấy không quý vị, Mỹ rất là tối tân về kỹ thuật máy móc, nhưng mà những cái đồ cổ này thời coi như là thời khai quang khởi địa gì đó là nó xài những cái dụng cụ thô sơ như thế này. Bây giờ ở đây thì để ta kêu là trưng bày cho người ta nhìn về những phát minh thời trước kia thôi, rất là thô sơ. Cái gì mình không biết chứ cái này mình nhận ra nè, là cái lưỡi cày dùng để cày đất làm rẫy đồ nè. Còn cái này là cái gì mình không biết luôn, nhưng mà nhìn rất là cũ kỹ xa xưa. Thì Mỹ nó mê xe lắm, nó thấy vô mấy cái tiệm bán đồ đồ lưu niệm này là nó nhào vô nó kiếm mấy chiếc xe. Nhưng mà sự thật lần nào mình đi ghé ngang thành phố này mình cũng cho Thiện Mỹ vô lựa một hay là hai chiếc xe về cho nó làm đồ chơi. Ôi, cái vỏ ốc bự quá chừng. Cái hàng này nó để mấy cái vỏ ốc đẹp quá à. Đợt này nó có mấy cái vỏ ốc bự quá chừng. 27 đô. Cái vỏ ốc không 27 đô la. Định tưởng rẻ rẻ mua mà không lưu ý chứ chừng có anh kìa. Mình chăn lửa gì đó. Cái này nó có mùi strawberry. Ồ vậy hả? Dâu tây. Thơm quá chị. Lựa hết hết hồi bị dị ứng nhảy mũi thế mà luôn. Mấy cái con đó nó có cái lông cũng bay bay nhiều lắm. Ủa hai món này hả? Sao ngộ vậy ta, mỗi lần vô đây lựa có một món mà sao lần này thích hai món nha. Trong cái tiệm bán đồ lưu niệm thì nó có hình một con sư tử nó làm khô rồi quý vị. Nó tuy là nó khô nhưng mà so với mình thấy nó bự khổng lồ luôn. Còn đây là hình một con chó sói đã làm khô, nhìn rất là sống động. Cái tiệm này nó có những con thú làm khô cũng nhiều lắm, nhưng mà so với cái chỗ cái chợ mình đi hôm đó thì nó làm không có đẹp bằng ở trong cái chợ mình đi hôm lần đó. Nếu các bạn nào đã xem mấy con video trước mình có làm những quay những đoạn clip về nhìn mấy con thú khô thì ở đây cũng có nhiều lắm, mà mấy con này nó trưng bày không có đẹp bằng. Góc này thì nó có trưng bày một con wildebeest, mình không biết cái tên tiếng Việt nó, mình chỉ biết tên tiếng Mỹ thôi. Nó làm khô rồi mà nó bự chắc cỡ con bò, bự chắc cỡ con bò. Chọn được mấy món đồ rồi đó hả? Mua xong rồi đó hả? Cho con này vô. Bóp nó rồi.
À, nó muốn đi qua đi cái xe chạy vòng vòng đó hả? Hay đi anh Bình. Mấy người đi, mấy người đi. Mua 9 ticket. Con bị gỡ ra cho. Đâu lấy của con đâu của mình. Tặng đồng là bỏ vô nó lụm liền à. Mặc gì đâu gió đâu. Không lạnh đâu, gió này mát thôi chứ. Coi chừng nghe con, coi chừng sớm nè. Ủa sao ra thì sức đeo gì ngộ vậy trời? Hả? Tại nãy nó ngồi không được rồi, nó tính được chưa? Ngồi đàng hoàng không được sức đeo hả? Rồi gớt thì chi đâu rồi? Đó rồi. Giờ bây giờ mình có đủ thí tình cho ba đứa đi rồi. Chị nhớ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngày. Mình mua ticket xong rồi bây giờ chờ cho Quyền Trân lên với Thiện Mỹ lên chiếc xe go merry go round. Quyền Trân nay muốn thử ngồi ghế không chịu lên ngựa ngồi à.
chơi cái trò đó mình nhìn thấy chóng mặt quá chừng. Chân đẩy thiện mỹ kìa. Sáu tuổi rồi mà nhảy vô chiếc xe em bé một tuổi để ngồi chơi kìa. Yeah. Xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.